Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Chào con học sinh thân mến, như vậy một năm học mới nữa lại bắt đầu. Các cô cậu học trò lớp 4 ngày nào, giờ đây chúng mình đã lên lớp 5. Và các con đã biết đấy, lớp 5 là lớp học cuối cùng của bậc tiểu học. Như vậy, bây giờ đây các con đã trở thành các anh, các chị lớn nhất trong nhà trường. Cô hy vọng rằng thêm một tuổi mới, lên một lớp mới, chúng mình sẽ cố gắng hơn, chăm chỉ hơn nhé. Và cô xin tự giới thiệu, cô tên là Thu Hiền, người sẽ đồng hành cùng với các con trong hành trình khám phá và chinh phục tri thức môn tiếng Việt lớp 5. Vậy thì trong chương trình môn tiếng Việt lớp 5 ở tiểu học, chúng mình sẽ được học những gì thì mời các con quan sát trên màn hình. Chương trình tiếng Việt lớp 5 tiểu học sẽ bao gồm 2 tập, tập 1 và tập 2. Và trong mỗi tập này thì sẽ là một kỳ học của chúng mình. Và trong mỗi kỳ học sẽ bao gồm 5 chủ điểm lớn. Ở kỳ học thứ nhất, chúng mình sẽ học 5 chủ điểm lớn như sau. Đầu tiên đó là chủ điểm Việt Nam, Tổ quốc em. Chủ điểm thứ hai, cánh chim hòa bình. Chủ điểm thứ ba, con người với thiên nhiên. Chủ điểm thứ tư, vì hạnh phúc con người. Và chủ điểm cuối cùng trong học kỳ 1, giữ lấy màu xanh. Ở trong học kỳ 2 thì các con cũng có 5 chủ điểm lớn như sau. Chủ điểm đầu tiên, người công dân. Chủ điểm thứ hai, vì cuộc sống thanh bình. Chủ điểm thứ ba, nhớ nguồn. Chủ điểm thứ tư, nam và nữ. Và cuối cùng là chủ điểm những chủ nhân tương lai. Trong mỗi chủ điểm này lại có các phân môn khác nhau và các nội dung bài học nhỏ hơn. Thế thì ở trong chương trình tiếng Việt lớp 5 chúng mình sẽ có 5 phân môn. Các con đã biết rồi đúng không nào? 5 phân môn đó là đầu tiên là tập đọc này. Tiếp theo là chính tả, luyện từ vào câu, kể chuyện và tập làm văn. Trước tiên thì chúng mình sẽ cùng nhau đến với phân môn đầu tiên, phân môn tập đọc. Trong phân môn tập đọc này thì các con sẽ được tìm hiểu các bài tập đọc thuộc các chủ điểm. Và thông qua mỗi bài tập đọc chúng mình sẽ được luyện đọc nhiều hơn, này, đọc trôi chảy hơn và tiếp nhận được những nội dung bài học với những ý nghĩa vô cùng nhân văn và sâu sắc. Và để các con có thể học tập một cách hiệu quả hơn thì cô sẽ đưa ra một số nội quy trong lớp học cho chúng mình. Đầu tiên, nội quy thứ nhất đó chính là chúng mình sẽ phải chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập đúng không nào? Đầu tiên là sách giáo khoa tiếng Việt lớp 5 tập 1 và tập 2. Sau khi học xong tập 1 thì chúng mình sẽ chuyển sang tập 2. Tiếp theo đó là vở ghi và thứ ba đó là bút chì, thước kẻ và các đồ dùng học tập khác. Tùy vào kinh tế từng gia đình thì các con có thể chuẩn bị cho mình những đồ dùng học tập. Tuy nhiên, về cơ bản là phải có sách giáo khoa này, vở ghi, bút chì và bút mực. Tiếp theo, nội quy thứ hai trong lớp học của chúng mình đó chính là tư thế khi hồi học. Các con phải ngồi thẳng lưng và ngồi cách xa màn hình, tuyệt đối là không nằm ra để học bài đúng không ạ? Đó không phải là tư thế của một người đang học bài đúng không? Tiếp theo, chúng mình không cúi sát mặt vào máy tính, như thế vừa hại mắt cho con mà lại còn gây đau lưng nữa. Và các con biết rồi, chúng mình phải ngồi thẳng và cách xa màn hình. Và nội quy thứ ba đó chính là chú ý lắng nghe cô giảng bài. Và cuối cùng đó chính là thực hiện các nhiệm vụ mà cô đưa ra. Đây chính là những nội quy trong lớp học của chúng mình. Thực hiện đúng các nội quy này thì sẽ giúp các con học tập một cách hiệu quả hơn. Còn bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau bước vào chủ điểm đầu tiên trong chương trình tiếng Việt lớp 5 kỳ 1. Đó chính là chủ điểm nào đây? Cô mời các con quan sát trên màn hình. Chủ điểm đầu tiên của chúng ta sẽ là chủ điểm Việt Nam, Tổ quốc em. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các bài tập đọc thuộc chủ điểm Việt Nam, Tổ quốc em. Đầu tiên thì cô mời con quan sát bức tranh ở trên màn hình và cho cô biết bức tranh này vẽ cảnh gì. Quan sát trên bức tranh này thì các con có thể thấy đầu tiên đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta đúng không nào? Tiếp theo đó là các bạn học sinh, và nhìn vào trang phục của các bạn học sinh này thì các con đoán rằng là các bạn học sinh thì đến từ các dân tộc khác nhau đúng không nào? Tiếp theo ở đây có một lá cờ đang phấp phới tung bay theo hình chữ S đúng không? Hình chữ S thì sẽ gợi ra dáng hình của đất nước chúng mình đúng không nào? Và các con thân mến, mỗi một người Việt Nam đều có một lòng yêu nước và lòng tự hào về dân tộc, tự hào về Tổ quốc.
và những bài tập đọc thuộc chủ điểm Việt Nam, Tổ quốc em sẽ cho chúng ta thấy rõ những điều đó. Còn bây giờ, cô mời con hãy cùng cô tìm hiểu bài tập đọc đầu tiên thuộc chủ điểm Việt Nam, Tổ quốc em. Mời con mở sách giáo khoa trang số 4 và số 5 để chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài tập đọc ngày hôm nay. Bài tập đọc của chúng mình có tên gọi Thư gửi các học sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và đương nhiên là bài tập đọc này chỉ là một đoạn trích nhỏ trong bức thư mà bác Hồ gửi cho các em học sinh thôi. Các con ạ, sinh thời thì Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta luôn quan tâm tới các thế hệ thiếu niên nhi đồng. Trong ngày khai giảng đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi một bức thư cho các cháu học sinh. Vậy, bức thư của bác thể hiện và gửi gắm những mong muốn gì và nó có ý nghĩa như thế nào? Cô và các con, chúng ta sẽ cùng nhau trả lời các câu hỏi đó thông qua việc tìm hiểu bài tập đọc Thư gửi các học sinh. Và các con ạ, trong một tiết tập đọc của chúng mình sẽ có 3 hoạt động chính. Hoạt động đầu tiên, các con sẽ luyện đọc đúng. Hoạt động thứ hai là hoạt động tìm hiểu bài. Trong hoạt động tìm hiểu bài này, cô và các con chúng ta sẽ cùng nhau trả lời các câu hỏi có trong sách giáo khoa và rút ra được nội dung chính của bài tập đọc đó. Và khi đã hiểu được nội dung của bài tập đọc rồi, chúng mình sẽ cùng nhau bước sang hoạt động cuối cùng, hoạt động số 3, luyện đọc hay. Còn bây giờ, cô mời các con hãy cùng cô bước vào hoạt động đầu tiên, luyện đọc đúng, để xem là trong hoạt động luyện đọc đúng này chúng mình sẽ có những hoạt động gì nhé. Nào, mời các con bước vào hoạt động đầu tiên, luyện đọc đúng. Thì trước tiên, quan sát trên màn hình, đây chính là toàn bộ bức thư mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi cho các cháu học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Còn bây giờ, cô mời các con lắng nghe cô đọc một lần bài tập đọc Thư gửi các học sinh. Mời các con lắng nghe cô đọc bài Thư gửi các học sinh. Các em học sinh, ngày hôm nay là ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tôi đã tưởng tượng thấy trước mắt cái cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày tựu trường ở khắp các nơi. Các em hết thảy đều vui vẻ vì sau mấy tháng rời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường, các em lại được gặp thầy, gặp bạn. Nhưng sung sướng hơn nữa, từ giờ phút này trở đi, các em bắt đầu nhận được một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam. Các em được hưởng sự may mắn đó là nhờ sự hy sinh của biết bao đồng bào các em. Vậy, các em nghĩ sao? Trong năm học tới đây, các em hãy cố gắng siêng năng học tập, ngoan ngoãn, nghe thầy, yêu bạn. Sau 80 năm rời nô lệ, làm cho nước nhà bị yếu hèn. Ngày nay, chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta. Làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Ngày hôm nay, nhân buổi tựu trường của các em, tôi chỉ biết chúc các em một năm đầy vui vẻ và đầy kết quả tốt đẹp. Chào các em thân yêu! Hồ Chí Minh. Như vậy, các con đã được cô đọc cho lắng nghe một lần bài tập đọc Thư gửi các học sinh rồi. Vậy thì chúng mình hãy suy nghĩ và trả lời cho cô câu hỏi là trong bài tập đọc Thư gửi các học sinh này, chúng mình có thể chia thành mấy đoạn để tạo điều kiện thuận lợi cho con trong việc luyện đọc cũng như là tìm hiểu bài. À, ở trong bài tập đọc Thư gửi các học sinh này thì chúng mình sẽ thống nhất là chia thành hai đoạn. Đó là hai đoạn nào? Đầu tiên, đoạn số 1, từ đầu các em học sinh cho đến nghĩ sao sẽ là đoạn 1. Đoạn số 2, tức là phần còn lại, hay chính là từ trong năm học cho đến Hồ Chí Minh sẽ là đoạn số 2. Tiếp theo, để các con có thể đọc đúng và trôi chảy bài tập đọc Thư gửi các học sinh này thì chúng mình cần phải đọc đúng và chính xác cho cô một số từ khó có trong bài. Đó là những từ, từ đầu tiên mời các con đọc theo cô này: tựu trường. Từ thứ hai, sung sướng. Từ thứ ba, siêng năng. Từ thứ tư, non sông. Và cuối cùng là kiến thiết. Và con đọc to một lần nữa những từ này cùng với cô nhé. Tự trường, sung sướng, siêng năng, non sông, kiến thiết.
Như vậy vừa rồi thì cô đã hướng dẫn chúng mình cách chia đoạn cũng như là cách đọc một số từ khó có trong bài. Và các con thấy rằng trong bài tập đọc này thì có một số câu văn khá là dài. Chính vì vậy các con cần phải lưu ý cho cô cách ngắt nghỉ hơi trong quá trình chúng mình đọc bài. Ở đây thì cô đưa ra một ví dụ để các con có thể hình dung rõ hơn. Cô có câu sau: Ngày hôm nay là ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Các con đọc cùng cô câu này nhé và nhớ là ngắt nghỉ ở các vị trí mà cô đã đánh dấu ở đây. Ngày hôm nay là ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần chú giải để giải nghĩa một số từ khó có trong bài. Cô mời các con nhìn vào phần chú giải trong sách giáo khoa ở trang số 5. Từ đầu tiên thì sách giáo khoa giải thích cho chúng ta về bức thư mà Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho các em học sinh, đúng không nào? Thì đây chính là bức thư mà Bác Hồ gửi cho học sinh cả nước nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tháng 9 năm 1945. Và các con đã biết rằng, học lịch sử thì đã biết rồi đúng không nào? Sau cách mạng tháng 8 năm 1945 thì nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã ra đời, và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945. Và bức thư này thì được viết vào ngày nhân dịp ngày khai giảng. Và ngày khai giảng này thì khác với ngày khai giảng của các năm trước, đúng không? Bởi vì ngày khai giảng năm 1945 là ngày khai giảng của nước Việt Nam độc lập, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đúng không nào? Tiếp theo, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì đây chính là tên gọi của nước ta từ năm 1945 đến năm 1976. Và từ năm 1976 đến nay thì nước ta có tên gọi là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Nhớ chưa nào? Tiếp theo này, bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường, có nghĩa là ý nói đến những sự kiện từ giữa năm 1945 đến ngày khai giảng, nổi bật là cuộc cách mạng tháng 8 và sự ra đời của đất nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thì học lịch sử các con biết rồi, từ giữa năm 1945 đến ngày 2 tháng 9 năm 1945, nước ta đã xảy ra rất nhiều các sự kiện lịch sử quan trọng, và trong đó có cách mạng tháng 8 năm 1945, đúng không nào? Và thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 đã đưa nước ta bước sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do, kỷ nguyên do nhân dân lao động làm chủ, đúng không nào? Tiếp theo này, 80 năm rời nô lệ, đó chính là 80 năm nước ta bị thực dân Pháp đô hộ. Và các con có nhớ là thực dân Pháp đô hộ nước ta vào thời gian nào không nhỉ? Đó là vào năm 1858, đúng không? Thực dân Pháp đã đổ bộ đưa quân vào bán đảo Sơn Trà ở Đà Nẵng. Đó chính là mốc đầu tiên đánh dấu việc thực dân Pháp xâm lược nước ta. Tiếp theo, cơ đồ có nghĩa là sự nghiệp lớn. Ở đây có nghĩa là đất nước, giang sơn. Tiếp theo này, hoàn cầu có nghĩa là thế giới. Kiến thiết có nghĩa là xây dựng. Các cường quốc Nam Châu có nghĩa là các nước giàu mạnh trên thế giới. Ngoài những từ này ở trong sách giáo khoa có giải thích cho các con thì cô có đưa ra một số từ ngữ mà các con cần phải hiểu thêm. Đó là các con thấy rời ở trong bài tập đọc, đúng không? Có rời, rời có nghĩa là gì? Rời có nghĩa là trời. Tiếp theo này, dở. Dở ở đây không phải là dở tệ mà đây có nghĩa là trở. Tiếp theo, nô lệ có nghĩa là chịu sự cai trị của thực dân Pháp. 80 năm trời nô lệ có nghĩa là 80 năm chúng ta chịu sự cai trị của thực dân Pháp. Được chưa nào? Như vậy thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu phần chú giải và hiểu được những từ khó này thì chúng ta đã bước đầu có thể tìm hiểu được nội dung của bài tập đọc này. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang hoạt động số 2, hoạt động chính. Tìm hiểu bài để hiểu được nội dung chính của bài tập đọc thư gửi các học sinh, để biết được là bức thư này thì Bác Hồ muốn gửi gắm tới các em học sinh điều gì và nó có ý nghĩa to lớn như thế nào. Chúng ta sẽ cùng nhau trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa nhé. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên, câu hỏi số 1. Ngày khai trường tháng 9 năm 1945 có gì đặc biệt so với những ngày khai trường khác? Thì để có thể trả lời được câu hỏi này thì chúng mình sẽ cùng nhau đọc lại đoạn 1 ở trong sách giáo khoa nhé. Chúng mình cùng đọc với cô nào.
Các em học sinh, ngày hôm nay là ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tôi đã tưởng tượng thấy trước mắt cái cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày tựu trường ở khắp nơi. Các em hết thầy đều vui vẻ vì sau mấy tháng rời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường, các em lại được gặp thầy, gặp bạn. Nhưng sung sướng hơn nữa, từ giờ phút này giờ đi, các em bắt đầu được nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam. Các em được hưởng sự may mắn đó là nhờ sự hy sinh của biết bao nhiêu đồng bào các em. Vậy các em nghĩ sao? À, vừa đọc đoạn 1 rồi, vậy thì chúng ta có thể trả lời được câu hỏi đầu tiên đấy chứ nhỉ? À, câu hỏi đầu tiên là gì? Ngày khai trường tháng 9 năm 1945 có gì đặc biệt so với những ngày khai trường khác? Thì ở đây chúng ta có thể trả lời như sau. Đó là ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. À, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay còn gọi đó chính là ngày khai trường đầu tiên ở một nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, có chủ quyền đúng không nào? À, và ngày khai trường đầu tiên đó là sau khi mà nước ta đã giành độc lập sau 80 năm thực dân Pháp, đô hộ. Và từ đây thì các em học sinh sẽ được hưởng một nền giáo dục mới, một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam. À, vậy thì cụm từ nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam chúng ta hiểu như thế nào nào? À, một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam ở đây các con thấy rằng đó sẽ là một nền giáo dục mà do tự đất nước ta xây dựng nên đúng không nhỉ? Nó mang đậm cái truyền thống nhân văn, những cái bài học đạo đức của nhân dân ta. Và cái nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam này sẽ được xây dựng để làm gì? À, để đào tạo các công dân và các nhân tài để phục vụ cho chính đất nước. À, như vậy các con đã hiểu thế nào là một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam chưa? Đó là về chương trình mang đậm Việt Nam này. Và chương trình đó để đào tạo công dân, đào tạo nhân tài cho chính đất nước để phục vụ đất nước. Đó chính là nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam. Và như vậy các con đã có thể trả lời được câu hỏi đầu tiên, câu hỏi số 1 rồi đúng không nào? Ngày khai trường tháng 9 năm 1945 thì có gì đặc biệt? À, nó đặc biệt hơn bởi vì đây là ngày khai trường đầu tiên của một nước Việt Nam độc lập đúng không nào? Như vậy thì chúng ta đã trả lời được câu hỏi số 1 rồi. Và đồng thời thì cô nghĩ rằng chúng mình cũng có thể rút ra được nội dung chính của đoạn đầu tiên đúng không nào? À, đó chính là nét khác biệt của ngày khai giảng tháng 9 năm 1945 với các ngày khai giảng trước đó đúng không nào? Nó khác biệt bởi vì ngày khai giảng này, đây là ngày khai giảng của nước Việt Nam độc lập. À, nước ta đã giành được độc lập sau 80 năm thực dân Pháp, đô hộ. Và dường như chúng ta thấy ở trong bức thư đó một khung cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày tựu trường đúng nào? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi số 2. Sau cách mạng tháng 8, nhiệm vụ của toàn dân là gì? À, thì để có thể trả lời được câu hỏi số 2 trong sách giáo khoa này thì chúng mình cũng sẽ cùng cô đọc lại đoạn 2 trong bài tập đọc này. Đọc đoạn 2 và chúng mình sẽ nhặt từng ý để trả lời được cho câu hỏi sau cách mạng tháng 8, nhiệm vụ của toàn dân là gì nhé. Nào, trong năm học tới đây, các em hãy cố gắng, siêng năng học tập, ngoan ngoãn, nghe thầy, yêu bạn. Sau 80 năm rời nô lệ, làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta. Làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Ngày hôm nay, nhân buổi tựu trường của các em, tôi chỉ biết chúc các em một năm đầy vui vẻ và đầy kết quả tốt đẹp. Chào các em thân yêu, Hồ Chí Minh. Như vậy thì chúng mình đã đọc lại một lần nữa đoạn số 2 ở trong bài tập đọc rồi. Vậy thì sau cách mạng tháng 8, nhiệm vụ toàn dân là gì? À, ở đây các con thấy bác viết này. Trong năm học tới đây, các em hãy cố gắng siêng năng học tập, ngoan ngoãn nghe thầy yêu bạn này. Sau 80 năm rời nô lệ, làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta này. Làm sao cho chúng ta theo kịp các nước trên hoàn cầu, đó chính là phần nhiệm vụ
của nước ta, của toàn dân ta sau cách mạng tháng 8. Đầu tiên đó là xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta này. Đó là nhiệm vụ đầu tiên. Nhiệm vụ thứ hai là làm gì? Làm sao cho chúng ta phải theo kịp các nước trên hoàn cầu, đúng không nào? Như vậy, để trả lời cho câu hỏi số 2, chúng ta có thể trả lời như sau. Sau cách mạng tháng 8 thì toàn dân ta phải xây dựng cơ đồ mà tổ tiên để lại. Xây dựng như thế nào? Xây dựng sao cho nước ta phải theo kịp các nước khác trên toàn cầu, đúng không nào? Như vậy, đây chính là câu trả lời cho câu hỏi số 2 ở trong sách giáo khoa. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi số 3 này. Câu hỏi số 3 như sau. Học sinh có trách nhiệm như thế nào trong công cuộc kiến thiết đất nước? Các con biết rồi, nhiệm vụ của toàn dân là phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên để lại này. Làm sao cho nước ta phải đuổi kịp các nước trên hoàn cầu. Thế thì nhiệm vụ của học sinh là gì nhỉ? Bác Hồ đã nói rồi, tuổi nhỏ, làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Thế thì học sinh có trách nhiệm như thế nào trong công cuộc kiến thiết đất nước? Chúng ta hãy nhặt từng ý ở trong đoạn 2 này. Trong năm học tới đây, các em hãy cố gắng siêng năng học tập này, ngoan ngoãn nghe thầy yêu bạn. Đó là ý đầu tiên. Học sinh cần phải cố gắng siêng năng học tập, nghe thầy yêu bạn để xây dựng đất nước. Xây dựng đất nước làm cho nhân dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc Nam Châu, đúng không nào? Nó được thể hiện trong câu nói nào? Một câu nói vô cùng quen thuộc, và cô nghĩ rằng là bất cứ một lớp học nào các con đều có câu này, đúng không nào? Được trang trí rất là trịnh trọng ở phần đầu của lớp học, đúng không? Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Đó, đây chính là trách nhiệm của học sinh trong công cuộc kiến thiết đất nước. Đầu tiên là gì? Phải cố gắng này, siêng năng này, chăm chỉ, ngoan ngoãn này, nghe thầy yêu bạn để làm gì? Để xây dựng nước ta bước tới đài vinh quang, đúng không nào? Sánh vai với các cường quốc Nam Châu, với các nước lớn trên thế giới. Đó chính là trách nhiệm của học sinh. Như vậy thì vừa rồi chúng mình đã trả lời được câu hỏi số 3 trong bài, đúng không nào? Và từ đây thì chúng mình cũng rút ra được nội dung chính và ý lớn thứ hai trong bài tập đọc này. Đó chính là nhiệm vụ của dân tộc và trách nhiệm của học sinh trong công cuộc kiến thiết đất nước. Nhiệm vụ của toàn dân tộc là gì ạ? Đó là xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên để lại này. Làm sao cho nước ta theo kịp các nước trên hoàn cầu. Nhiệm vụ của học sinh là gì? Ngoan ngoãn này, nghe lời thầy cô này, yêu mến bạn bè, chăm chỉ học tập để đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc Nam Châu, đúng không nào? Đó chính là nhiệm vụ của toàn dân tộc và nhiệm vụ của học sinh trong công cuộc kiến thiết đất nước. Như vậy thì từ đây chúng ta cũng rút ra được nội dung chính của bài tập đọc thư gửi các học sinh, đúng không nào? Đó là gì nhỉ? Qua bức thư thì bác Hồ đã khuyên các em học sinh chăm học này, nghe thầy, yêu bạn và tin tưởng rằng học sinh các thế hệ sẽ kế tục xứng đáng sự nghiệp của cha ông, xây dựng nước Việt Nam cường thịnh, sánh vai với các nước giàu mạnh. Đây chính là nội dung chính của bài tập đọc thư gửi các học sinh. Như vậy thì các con đã hiểu được nội dung của bài tập đọc này rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước sang hoạt động cuối cùng của tiết tập đọc ngày hôm nay, hoạt động số 3. Luyện đọc hay. Cô tin rằng khi mà các con đã hiểu được nội dung của bài tập đọc thư gửi các học sinh rồi thì khi thực hiện hoạt động số 3 các con sẽ thực hiện một cách rất là tốt. Và để có thể giúp các con đọc hay được bài tập đọc thư gửi các học sinh này, chúng mình cần phải lưu ý cho cô một số điều như sau. Đầu tiên, các con cần phải lưu ý về giọng đọc. Giọng đọc bài tập đọc này như thế nào? Thì toàn bài chúng mình sẽ phải đọc với giọng chậm rãi này, vừa đủ nghe, thể hiện được tình cảm thân ái, trìu mến, thiết tha và tin tưởng của bác đối với thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Và thứ hai là các con cần phải nhấn giọng ở một số từ ngữ gợi tả, gợi cảm. Vậy thì ở trong bài tập đọc này, cô lựa chọn cho các con một đoạn để chúng mình luyện đọc hay. Đây chính là đoạn văn mà cô sẽ cho chúng mình luyện đọc hay. Vậy thì bây giờ chúng mình hãy đọc thầm và cho cô biết là trong đoạn văn này chúng mình sẽ nhấn giọng ở những từ ngữ nào và ngắt nghỉ ở những vị trí nào sao cho hợp lý.
Thì ở đây trong đoạn văn này các con cần phải ngắt nghỉ ở những vị trí mà cô đã đánh dấu ở đây và nhấn giọng ở các từ ngữ mà cô đã để màu vàng ở trên bảng. Thế thì bây giờ mời các con lắng nghe cô đọc một lần đoạn văn này nhé. Sau 80 năm rời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta. Làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong, chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Sau tiết học này, chúng mình sẽ luyện đọc thật nhiều cho cô đoạn văn này, hoặc chúng mình có thể lựa chọn một đoạn mà các con yêu thích để luyện đọc. Còn bây giờ, để giúp các con củng cố lại kiến thức, chúng mình khắc sâu hơn kiến thức của bài tập đọc thư gửi các học sinh, cô có một trò chơi nhỏ dành cho các con. Trò chơi của cô có tên gọi như sau. Trò chơi có tên gọi tìm đàn vịt con. Thế thì thể lệ của trò chơi tìm đàn vịt con này như thế nào? Cô mời các con chú ý lắng nghe cô nói nè. Quan sát trên màn hình, các con thấy ở đây có một bạn vịt mẹ đúng nhỉ? Vịt mẹ thì đang đi tìm 4 người con của mình. Để giúp vịt mẹ có thể tìm được vịt con, chúng mình phải trả lời lần lượt các câu hỏi mà vịt con đưa ra. Trả lời đúng câu hỏi, chúng mình sẽ giúp vịt mẹ tìm được một bạn vịt con đấy. Các con đã hiểu và sẵn sàng chơi với cô chưa nào? Thế thì bây giờ chúng mình cùng nhau đến với câu hỏi số 1. Mời câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 của chúng ta như sau. Bác Hồ viết thư gửi cho các học sinh cả nước nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào thời gian nào? Đáp án đầu tiên, tháng 8 năm 1945. Đáp án thứ 2, tháng 9 năm 1945. Đáp án số 3, tháng 8 năm 1941. Và đáp án cuối cùng, tháng 9 năm 1941. Chúng mình hãy nhanh chóng đưa ra kết quả nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau chọn đáp án B, tháng 9 năm 1945 đúng không nào? Kiểm tra. Các con thấy đấy. Với đáp án tháng 9 năm 1945, chúng mình đã giúp vịt mẹ tìm được một bạn vịt con rồi. Chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi số 2 để tìm những bạn vịt con tiếp theo nhé. Xin mời câu hỏi số 2 nào. Câu hỏi số 2 của chúng ta như sau. Từ năm 1945 đến năm 1976, nước ta có tên gọi là gì? Vô cùng dễ đúng không nào? Đáp án đầu tiên, Việt Nam. Đáp án số 2, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đáp án số 3, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Và đáp án cuối cùng, Nam Việt. Và đáp án chính xác của chúng ta là đáp án Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đây chính là tên gọi của nước ta từ năm 1945 đến năm 1976. Và với đáp án Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì chúng mình đã giúp bạn vịt mẹ tìm thêm được một chú vịt con rồi đúng không nào? Vì chỉ còn 2 chú vịt con nữa thôi, chúng mình hãy cố gắng lên nhé. Nào, mời câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 của chúng mình như sau. Phương án nào dưới đây không nói về trách nhiệm của học sinh trong công cuộc kiến thiết đất nước? Nhớ nhỉ? Không nha. Không chỉ trách nhiệm, không nói về trách nhiệm của học sinh trong công cuộc kiến thiết đất nước. Đáp án đầu tiên được đưa ra là siêng năng học tập. Đáp án số 2, nghe thầy yêu bạn. Đáp án số 3, đi làm phụ giúp bố mẹ. Và đáp án cuối cùng, ngoan ngoãn. Trả lời câu hỏi số 3 trong sách giáo khoa vừa rồi thì chúng mình đã biết là trách nhiệm của học sinh là phải siêng năng học tập này, phải nghe thầy yêu bạn, phải ngoan ngoãn. Thế thì chỉ còn phương án đi làm phụ giúp bố mẹ là không nói về trách nhiệm của học sinh trong công cuộc kiến thiết đất nước. Như vậy chúng ta chọn đáp án C. Đúng rồi, đúng nào? Và chúng mình đã giúp vịt mẹ tìm thêm một bạn vịt con nữa. Bây giờ còn một bạn vịt con cuối cùng thôi, chúng mình cùng cố gắng này. Mời câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4 được đưa ra cho chúng ta như sau. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống sao cho phù hợp. Qua bức thư, Bác Hồ khuyên các em học sinh chăm học, nghe thầy, yêu bạn và .. rằng học sinh các thế hệ sẽ .. xứng đáng
sự nghiệp của cha ông này, xây dựng nước Việt Nam cường thịnh, sánh vai với các nước giàu mạnh. Thế thì chúng ta sẽ điền những cụm từ nào vào những vị trí còn thiếu ở đây? Có thể là tin tưởng hoặc là phát triển này, cũng có thể là cho trở nên này, hoặc là nói tiếp tục, hoặc là tin tưởng và kế tục. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ cùng nhau đoán xem là cụm từ nào sẽ thay thế vào những vị trí còn thiếu này. Nào, cô nghĩ rằng phương án D sẽ là phương án chính xác. Thế thì chúng mình sẽ cùng nhau thử ghép vào nhá. Nào, qua bức thư này, Bác Hồ khuyên các em học sinh chăm học, nghe thầy, yêu bạn và tin tưởng rằng này, học sinh các thế hệ sẽ kế tục xứng đáng sự nghiệp của cha ông, xây dựng nước Việt Nam cường thịnh, sánh vai với các nước giàu mạnh. Chính xác rồi đúng nào? À, như vậy thì chúng mình đã giúp bạn vịt mẹ tìm đủ 4 bạn vịt con rồi, và chúng ta đã chiến thắng trong trò chơi này rồi đúng nào? Và trò chơi này của chúng ta cũng đã kết thúc tiết học tập đọc ngày hôm nay của chúng mình rồi. Hẹn gặp lại các con trong những tiết học tập đọc lần sau. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.